Xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay Lý lại làm tiếp một cái clip này để chia sẻ cho anh em một cái mẫu vành mới hiện tại vừa mới đến cửa hàng của Lý. Đấy anh em nhá. Thì cái mẫu này là cái mẫu năm 2020. Hiện tại bây giờ ấy thì là chưa có một video nào lên YouTube nha anh em nhá. Thì hiện tại đến bây giờ Lý gọi mãi, đòi hỏi các chủ cửa hàng mãi ấy và tham khảo ở trên mạng nhiều, nhưng mãi đến bây giờ Lý mới gọi được một cái mẫu vành thật sự là quá là bắt mắt và đẳng cấp nha anh em nhé. Để nhìn qua bên ngoài thì anh em mình so sánh với các cái vành Ausio và cái vành Kuni thì anh em mình chưa thấy cái có cái vành nào nhìn đẳng cấp như cái vành này và nhìn nó chất như cái vành này nha anh em nhé. Đây thì cái bộ vành thời trang này được nhà thiết kế làm rất là tinh xảo nha anh em nhé. Đây anh em xem đây, cái vành này được gọi là vành mâm nhện nha anh em nhé. Đấy anh em, để như cái vành Kuni ấy thì là bảo là mâm nhện nhưng thực sự nhìn ra là không thành hình nhện luôn. Đấy anh em nhé, anh em nhìn để ý cái video của Lý và cái vành của Lý với cái vành Kuni kia thì anh em mình nhìn sẽ không bao giờ được giống như cái vành này đúc thời trang này luôn. Đấy cái vành mâm nhện này nhá, được hình thức ở bên ngoài thì được tô điểm các cái viền màu đỏ rất là nhỏ thôi, nhưng mà được tô điểm những cái điểm nhấn bên ngoài mép vành này. Đấy tuy cái lớp mạ sơn màu đỏ rất là nhỏ thôi nhưng là một điểm nhấn rất là mạnh mẽ để cho cái bộ vành được thêm nổi bật nhá anh em nhá. Và các cái nếp phay đấy rất là tinh tế luôn và tạo được các cái nếp phay sâu xuống này và tạo thành những cái bậc đấy, tạo thành những cái bậc thang lên xuống, nó rất là hợp lý và rất là bắt mắt đấy. Và điều đặc biệt ở cái mâm này thì hiện tại anh em nhìn là Lý bảo là cái mâm nhện thì anh em hãy hình dung đây, hiện tại bây giờ Lý sẽ chỉ ra này. Đấy ở bên trong này đấy là cái hình màu đỏ của cái mayer nha anh em nhé. Đấy ở giữa này là cái mayer này, nó sẽ được tạo thành là cái hình bụng con nhện hoặc là lưng con nhện nằm ở vị trí này nha anh em nhé. Và đây là được hai con mắt này anh em này, màu đen đen hai con mắt này và hai cái râu của con nhện này đấy, anh em nhé. Đấy thì Lý sẽ đổi về gần đây cho anh em dễ nhìn hơn. Đấy, đây hiện tại đây anh em nhìn này, đấy đây là hai con mắt này, hai cái râu này, đấy và đây là cái lưng con nhện này và các cái chân này anh em này, đấy một hai cái những cái hình viền màu đỏ như này nhá là cái chân nhện nhá, cái đoạn gấp khúc này là những cái khuỷu của nhện này, đấy này, một chân này, hai chân, ba chân này, bốn chân, năm chân, sáu chân, bảy chân này. Đấy, 8 chân này nhìn nó rất là đẹp luôn và phối rất là hợp lý anh em nhé. Đấy khi con nhện này nó đang nằm ở giữa của cái mạng nhện nha anh em nhé. Đây những cái viền màu đen này, đấy cái nếp khúc cong này, đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy nếp khúc cong này trông rất là bắt mắt luôn, nhìn rất là thể hiện được cái đẳng cấp của cái vành mới nhất của năm 2020 nhá. Đấy mẫu này là mẫu mới nhất luôn. Đấy anh em xem ở trên mạng chưa bao giờ có một cái mẫu nào của con nhện đấy, hình con nhện như này nhá. Đấy anh em mà quan tâm đến cái mẫu vành đúc nhện này thì anh em hãy inbox xuống bình luận, mình sẽ để link Facebook của mình ở dưới bình luận để cho anh em có thể anh em tiện đặt hàng nhá. Đấy vành nếu mà để chọn một bộ vành Ausio hoặc những bộ vành Kuni thì chơi dân dã cho các anh em có xe Uy, Jim hoặc xe Sirius. Đấy thì anh em có thể chọn mẫu vành này vừa hợp lý tiền mà lại vừa là đẳng cấp, vừa là chất cho anh em đi chơi Tết trong năm 2020 này rất là hoành tráng luôn nha anh em nhá. Đấy. Và cái vành cũng được tô điểm thêm những cái điểm nhấn nữa. Đấy, là những cái chân nhện này nó sẽ được vượt lên khỏi cái mép vành này anh em này. Đấy anh em thấy không? Vượt lên khỏi cái đến cái mép vành này luôn. Các cái nếp này, đấy anh em nhìn nó sẽ nổi bật hơn cái chiếc vành, là một chiếc vành nó sẽ sang trọng hơn anh em nhá. Và những chân van này, đây, những cái chân van bình thường ấy thì nó sẽ đen thôi. Đấy anh em nhá. Đây thì cái chân van của
cái mâm nhện này nó được cải tiến hơn, là được hai bên này đấy, hai bên này nó sẽ làm dày hơn một chút này anh em này, đấy sẽ làm dày hơn một chút. Và điều đặc biệt là ở giữa này thì lại lại được một nếp là màu đen thôi nhá anh em nhá, và ở bên cạnh này nó sẽ được tô điểm thêm cái màu đỏ trông rất là bắt mắt. Đây anh em này, hai bên nó sẽ được dày hơn này, đấy, nó được làm túc đúc dày hơn một tí so với các cái bộ phận ở bên cạnh nhá. Đấy anh em nhìn thấy không, đấy anh em nhìn đây, đây bên dưới này gọi là cái bụng nhện này anh em đấy. Rồi rồi để tiếp đến cái vành sau thì xem nó có giống với cái vành trước của anh em nhá. Đây hiện tại Lý sẽ bỏ qua cái vành trước về một bên, đến tiếp đến vành sau anh em nhìn đây. Wow, bây giờ anh em nhìn nhé. Và tiếp đến cái vành sau này thì để chất liệu nhôm hợp kim thì các nhà thiết kế sản xuất thì cũng đã tính hết rồi anh em ạ. Các cái điểm chân này đấy thì nhà thiết kế rất là chính xác luôn, và đặt những cái vị trí rất là khỏe anh em nhé. Đây hiện tại nhìn những cái chân này đấy thì là được đặt cách nhau chỉ khoảng tầm 7 phân thôi, cái này chưa được 10 phân đâu anh ạ. Đấy khu điểm này nó rất là khỏe này, cách nhau chỉ khoảng tầm 5 phân, mỗi một điểm chân này nó cách nhau khoảng 5 phân nhá, thì tạo ra cái độ chắc chắn rất là tốt cho cái cặp vành và nhện này, cũng cho các anh em chơi xe có thể thỏa sức đi nhanh hay là vào ổ gà anh em yên tâm không bao giờ sợ cong vênh nhá anh em nhá. Còn nếu mà xảy ra tai nạn thì thật sự là không thể tránh khỏi được cái sự cong vênh anh em nhé. Rồi thì được ở cái vành sau này đấy có những cái điểm vẫu nó thò lên đấy, được tạo thêm cái điểm chắc chắn cho cái cụm bi này, cái cụm mai ơ này nhá, để khi anh em mình đi nhanh thì nó sẽ không bao giờ sợ bị bục cái bên giảm giật này, hoặc là sẽ bị xoay tròn nhá. Đấy còn như nhiều những nhiều xe vành nan đấy đi thì nhanh hoặc là đi lâu nó hay bị xoay tròn cái khu vực này, nhưng con này thì chắc chắn yên tâm không bao giờ bị luôn anh em nhé. Đấy và cái điểm chân nhện đây anh em này, đây như bây giờ Lý ấy ở đây là một cái lưng nhện này, và đây là có hai cái mắt thò ra này anh em này. Đấy anh em nhìn kỹ thì sẽ thấy đây nhá, Lý sẽ quay lên cho anh em nhìn đấy, chỗ đây này, hai cái lưng này, hai bụng, hai cái mắt này anh em ạ. Đấy và điều đặc biệt đây nó cũng được tô điểm thêm 8 cái chân, 1 2 3 4 5 6 7 đấy, 6 này, 8 này. Đấy anh em thấy không? Đấy chân chân thì như bánh sau thì ở đằng sau này sẽ được mạ một lớp sơn màu đen nhá anh em nhá. Đấy thì bên chân này thì là màu đỏ này. Đấy và điểm viền này thì cũng không khác nhau gì là mấy, mà sơn rất là tinh tế luôn, mà mịn luôn và cực kỳ là bóng bóng bẩy nhá, không có nếp xù xì gì cả anh em nhá. Đấy và những cái mạng nhện này cũng được tô điểm cũng đều là như bánh trước cả, không có gì thay đổi nhá anh em nhá. Đấy và những cái vị trí lắp đặt thì cũng như nhau, và ở giữa của cái vành đấy, ở giữa của cái vành đúc này thì là màu đen anh em ạ. Đấy thì được mạ một lớp màu đen, sơn màu đen vào thì, trông ở bên trong thì nó cũng sẽ không được nổi bật bằng những cái vành LCO nhá. Những vành LCO thì được sơn cả bên trong là màu đỏ tất tần tật đấy, đâm ra là nó sẽ nổi bật hơn ở bên trong, nhưng anh em mình chỉ quan trọng là nổi bật ở bên ngoài thôi, thì bên trong thì anh em mình không lắp lốp thì cũng chẳng có ai nhìn cả nhá. Đấy ok thì có cái vành này ấy, thì là hiện tại ở duy nhất cửa hàng của Lý đến hiện tại bây giờ mới mới có, chứ còn các cái shop khác thì hiện tại thì là chắc là vẫn còn chưa có, đâm ra là chưa có anh em nào có một clip lên để chia sẻ cho anh em nhé. Thì hôm nay Lý sẽ chia sẻ một bộ vành đúc thật là đẹp và thật là mê ly cho anh em. Đấy, anh em thấy video của Lý hay, anh em hãy like và chia sẻ. Mà điều đặc biệt anh em thấy kết bộ vành đúc này, đấy anh em hãy nhắn tin qua Facebook của Lý để có thể
tư vấn cho các anh em, và anh em nào nhắn tin vừa qua Facebook sớm nhất đấy thì Lý sẽ gửi hạ giá cho các anh em, dù lỗ Lý cũng sẽ gửi cho anh em nhé. Bánh bộ bánh đúc này là rơi vào đi 1.400.000 nhé, đấy nói thẳng cho anh em luôn, bộ bánh đúc này rơi vào 1.400.000 ship tận nơi cho anh em đấy. Đấy là Lý bán lỗ luôn đấy, Lý bán lỗ cho anh em luôn, khẳng định là Lý bán lỗ cho anh em. Nếu anh em nào mà yêu quý Lý và yêu quý kênh Lý sẽ gửi ship cho anh em luôn. Ok rồi, anh em thấy cái video của Lý hay, hãy anh em hãy like và chia sẻ, điều đặc biệt anh em hãy đăng ký kênh để có thể ủng hộ Lý nhá, và anh em hãy nhấn nút chuông. Đấy, anh em hãy nhấn nút chuông để nhận được những cái video mới nhất mà tới đây Lý sẽ ra mắt các anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em và chúc anh em xem một buổi video thật là vui vẻ nhé.